đây, đây chính là quả pháo Pokemon vừa nãy các bạn xem nó nổ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi khám phá xem bên trong quả pháo Pokemon này chứa những gì mà nó có thể tự xì hơi và nổ tung lên, tạo một tiếng động rất là vui, không ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn nhé. Mình đã cắt ra và bên trong này mình thấy là có một chất bột màu trắng. Đây là mình bỏ ra các bạn xem, chất bột màu trắng. Và một túi nước, tức là giải thích cho mình một cái hiện tượng vừa nãy là mình bóp vỡ cái túi nước này ra, và khi túi nước này hòa với lại cái chất bột màu trắng này thì nó sẽ sản sinh rất nhiều khí và ép căng cái túi ni lông này. Khi túi ni lông này không chịu nữa thì nó sẽ vỡ ra và tạo nên tiếng nổ, nó không có chất nổ ở trong này nhé. Mình sẽ thử cắt cái túi nước này ra để cho nó vào cái bột này xem nó có xì hơi ra các bạn xem. Đây chính là phản ứng này. Đấy, nó phản ứng với chất bột và tạo ra rất nhiều khí. Đấy, rất đơn giản và không có gì độc hại nhé, không có gì nguy hiểm, nó không có chất gây nổ, chất gây cháy, nên là các bạn thoải mái vô tư sử dụng. Đây chỉ là phản ứng hóa học bình thường thôi. Đấy, khi tạo hết khí thì nó sẽ dừng lại. Ok, vừa rồi là video của mình đã cùng các bạn tìm hiểu về pháo Pokemon, một đồ chơi rất là thú vị, tạo ra các tiếng nổ cho các bạn giật mình chiêu nhau chẳng hạn. Nó chỉ là phản ứng giữa một nước và bột để tạo ra khí ép căng và nó vậy thôi. Video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào các bạn, nhớ ấn like cũng như đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau.